thưa quý vị, gần đây các cụm từ kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam xuất hiện nhiều hơn trong các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong các bài viết phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Những cụm từ nêu trên đã thu hút sự chú ý như một lời khẳng định quyết tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và truyền cảm hứng đến với người dân về một nhận thức mới và quyết tâm mới trong thời kỳ mới. Trong đó, một quan điểm lớn nổi bật được đặt ra đó là kiên định phát triển kinh tế xã hội là trung tâm. Hỡi đồng bào cả nước! Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình đã mở ra một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên độc lập dân tộc để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đến năm 1986, Đại hội 6 đã đánh dấu việc đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới khác, đó là kỷ nguyên đổi mới. Đến nay, đất nước đã trải qua 40 năm đổi mới và đã đạt được những thành tựu rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đã vươn vào top 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới, có quy mô thương mại top 20 quốc gia trên thế giới, là mắt xích quan trọng trong 16 FTA, gắn với 60 nền kinh tế chủ chốt toàn cầu, thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước. Để lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam mạnh mẽ tuyên bố về một cam kết chính trị với nhân dân, đó là đưa đất nước ta trở thành quốc gia phát triển vào năm 2024. Mục tiêu quốc gia phát triển sau hơn hai thập kỷ sắp tới chính là phản ánh khát vọng chung của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam. Nghị quyết 13 cũng đã nêu có ba cái đột phá. Thứ nhất là vấn đề hạ tầng, đó. Đấy, thế rồi vấn đề thể chế và vấn đề về con người. Thế tôi tin rằng là chúng ta phải làm tốt cái ba cái đột phá đó. Thế và hạn lượng 14 thì nó sẽ có đổi mới, tức là trong cái giai đoạn mới mà chúng ta phải nhanh trong cái việc mà ứng dụng công nghệ 4.0. Vì thế giới bây giờ khoa học công nghệ nó tiến nhanh rất vũ bão. Sau 4 năm đổi mới thì thế lực, vị thế của Việt Nam đã lớn lên rất nhiều. Và ở thời điểm hiện nay đấy, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi một cách căn bản mọi mặt của đời sống xã hội. Nó đang hình thành nên một cái phương thức sản xuất mới mà như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu là đã đến lúc chúng ta phải bước vào một cuộc cách mạng chuyển đổi số để hình thành nên một cái phương thức sản xuất số. Dù đạt được những thành tựu to lớn sau gần 40 năm đổi mới, nhưng những khó khăn mới, thách thức mới đòi hỏi ngay chính trong nội tại chúng ta phải chuyển mình. Đó là mô hình tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn những bất cập, làm cho ranh giới giữa lãnh đạo và quản lý khó phân định, dễ dẫn đến bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng. Vấn đề này cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 10, khóa 13. Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng để đưa dân tộc ta tiến lên, là đẩy mạnh phân cấp phân quyền với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Trung ương, Chính phủ, Quốc hội tăng cường hoàn thiện thể chế, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra giám sát, đồng thời cải cách triệt để thủ tục hành chính. Nhận định trên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn có cơ sở, bởi thực tế hiện nay, việc vận hành hệ thống chính trị của chúng ta chưa có sự rõ ràng trong phân định ranh giới giữa lãnh đạo và quản lý, dẫn tới mô hình tổ chức có sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ, gây khó khăn trong phân công, phân cấp, phân quyền và trách nhiệm. Đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội một cách toàn diện và tuyệt đối, nhưng không có nghĩa là Đảng làm thay nhà nước. Tức là về trước này chúng ta vẫn nói rằng là Đảng không bao biện làm thay, thì bây giờ cũng như vậy. Tức là Đảng là chỉ chủ hướng đường lối thôi, nhưng mà lại thông qua các cái cán bộ, đảng viên ưu tú của Đảng để sang nhà nước để thể chế hóa và yêu cầu nhà nước phải thể chế hóa một cách cụ thể và đầy đủ tất cả các chủ trương của Đảng vào các cái pháp luật và chính sách của nhà nước. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, một lần nữa, thái độ cách mạng này được Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh. Đây chính là cơ sở quan trọng của việc đổi mới tư duy lý luận, cũng như trong đường lối đổi mới của Đảng. Là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nó đòi hỏi chúng ta cũng phải vươn mình tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
để bước vào một kỷ nguyên mới. Và như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nói là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, tạo ra cái bước phát triển đột phá cả về mặt lực lượng sản xuất, cả về mặt quan hệ sản xuất, cả về mặt hình thái kinh tế xã hội, để đất nước ta đạt cho được cái mục tiêu là đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp có thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Dấu ấn lịch sử sâu đậm nhất trong sự lãnh đạo kinh tế của Đảng là khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới. Trước hết là đổi mới về tư duy kinh tế, và chúng ta đã thành công khi nhiều lần vững vàng vượt bão trong nhiều cơn khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu. Ngay trong bài viết đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc kiên định phát triển kinh tế xã hội là trung tâm. Quan điểm này cho thấy vị trí trung tâm của phát triển kinh tế xã hội trong các năm tới đây tiếp tục là nội dung trọng tâm có tác động tích cực đến tiến trình đạt các mục tiêu phát triển đã được xác định ở các mốc năm 2035 và 2045. Và lúc này, ở thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, với tinh thần kiên định phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, mọi quyết tâm sẽ được bắt tay thực hiện từ nay đến lễ kỷ niệm 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Khi đó, các thế hệ người Việt của thế kỷ 21 sẽ có quyền tự hào khi mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao đạt được như kỳ vọng.